Xin chào tất cả các anh chị em nha. Bây giờ mình sẽ review với các anh chị em một con máy Capper 12 nhá. Đây, con này máy cơ thôi. Thì với cái giá thì rẻ nhất thị trường mà Capper đang chiếm lĩnh cái dòng phân khúc máy hạng A và máy giá rẻ, thì anh em sẽ xem cái chất lượng của nó như thế nào. Trong cái năm 2021 này ấy, thì Capper đã thực hiện một cái chiêu bài đẳng cấp hơn những năm trước, đó là tăng thời hạn bảo hành. Thì anh em sẽ thấy này, trước là 1:1 trong 1 năm, bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Đấy, 1:1 trong vòng 2 năm. Và bây giờ mình sẽ review cho anh, đây là mã máy này. Đấy, mã hàng này. Đấy, S32 này. Con này sẽ chạy ga R32 như các tất cả các loại khác. Nguồn điện này 220V trở lên này. Công suất định mức 12.000 này. Con này mua chất lạnh là R32. Nó là có 6 nạng 3 thôi. Đấy, báo giá luôn cho anh em 6 nạng 3 nếu như chẳng may mà bị hết ga. Thì 6 nạng 3 R32 này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 750-800 tiền ga nhá. Anh em đừng để bị bắt bịp. Rồi, chúng ta sẽ có kích thước bao bì này. Đấy, tức là cao 80, cao 83 phân. Rộng dài 83 phân, cao 60 phân và chiều ngang là 33 phân, 3,5 phân. Nặng là 29 cân. Rồi, xuất xứ là ở đây sẽ là máy của 2020, cuối năm 2020 thì nó sẽ là tháng 12 năm 2020 thì nó sẽ là máy của 21 rồi, đúng không ạ? Thì đây là Thái Lan này, chúng ta sẽ có những cái công ty cổ phần này, lỗi đấy, tất cả chạy nổ này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có kích hoạt bằng điện tử rất là tuyệt vời cho cái dữ liệu bài này. Bây giờ mình sẽ mở cho tất cả chị em xem cái máy phân khúc hạng rẻ tiền hạng A thì chúng ta sẽ có một cái máy như thế nào. Đây. Đây. Đấy, anh em nhìn đây. Đấy, kiểu dáng đã thay đổi so với năm 2020 rồi. Đây. Rất khôn, khuôn dáng rất khôn, rất khác, rất đẹp nữa. Nó đánh nổi, dập nổi những cái này trông rất là khỏe khoắn. Dập lại này trông rất là cứng, khỏe. Đấy. Lưng nhựa của cái tản gió này cũng rất là mình sợ, rất là cứng và chắc chắn nè. Rất là khỏe và chắc chắn. Đây, chúng ta sẽ nhìn Capper thì cho chúng ta bốn con chống sốc chân máy, cao su chân máy để cho đệm cho êm, cao su chân máy đệm êm nhé. Thế thì ba la hoặc là kim cũng không làm được việc này. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái dàn đằng sau đây. Đây. Đấy, không hiểu sao con này nó lại bị xô hết cái dưới này. Nắp cho nó cẩn thận vào. Đây. Rồi. Và ta sẽ xem mặt này. Cánh ngăn nước ngưng này, mã cài điều khiển này, đấy, kiểu dáng điều khiển là 2021 này. Chúng ta sẽ có pin này, hướng dẫn sử dụng này, phiếu bảo hành này, phiếu bảo hành đây, phiếu bảo hành các thứ, bảo hành điện tử rồi. Bắt đồng 12 nhé, 12 bắt 12. Kèm. Thì lắp cái pin vào. Lắp pin vào đi.
đây, bên tí đây, để bên nào. Chúng ta sẽ có nhân vật chính. Nhân vật chính. Đấy, khó lấy nhỉ. Thoát nước dần lạnh à, còn nó cho ta một cái dây xúc nước bằng lạnh. Thẻ bảo hành ấy thì em kích hoạt bảo hành thì cao nó thì còn lạnh đấy. Đấy, năm nay cao cơ nó thay đổi cái kiểu dáng lưỡi nọc này cũng thay đổi kiểu dáng hả? Thay đổi hết à, kiểu dáng hơn, kiểu dáng thay đổi rồi, chuẩn hơn. Nhưng mà không đẹp bằng cái con ấy của Daikin. Nó dẹt dẹt, nó dài dài hay hơn. Năm nay nó thay đổi cái kiểu lưới lọc này. Lưới lọc có cho lên đỉnh. Đấy. Máy nó cũng khác. Khác năm ngoái. Để thấy không? Con làm theo kiểu hình. Làm theo kiểu. Màu thì vẫn như thế. Chất liệu nhựa thế nhỉ, nó chỉ thay đổi kiểu dáng tí. Cái hệ thống đèn đứt thứ đây chắc vẫn đây. Lật lên xem đèn này. Đèn ở giữa. Đèn ở giữa. Đấy. Vẫn như cũ. Thế thôi. Cái là chất liệu của cái ống này nó vẫn vàng. Vàng màu của đồng giống cục lóng. Ngày xưa là cái bên trong này là màu trắng. Không phải màu vàng. Không thể lên đấu điện được. Năm nay đẹp hơn nhiều. Không đẹp. Đẹp hơn một chút. Làm cho nó vuông vắn hơn. Vuông vắn. Thi công lắp đặt nó lên nào.